안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái ngữ pháp số 3 của bài số 4. Đó là cái cấu trúc trích dẫn gián tiếp, mang nghĩa là bảo là, ai đó bảo là, hoặc là ai đó yêu cầu là. Ví dụ, thầy giáo bảo là ngày mai hãy đến trước 7 giờ nhé, hoặc là mẹ tôi yêu cầu tôi là hãy mặc ấm vào. Tức là chúng ta trích dẫn lại cái lời nói của một ai đó. Và chúng ta sẽ có cái cấu trúc này trong tiếng Hàn, sẽ có động từ kết hợp với ư rè yô, hoặc là động từ kết hợp với rè yô, mang nghĩa là bảo là, yêu cầu là. Trước khi đi vào nội dung của bài thì các bạn sẽ cùng điểm qua cái những cái ngữ pháp mà có trong bài số 4 này nhé. Cái ngữ pháp số 1, số 2 thì mình đã trình bày ở video trước rồi, các bạn có thể tìm xem lại. Cái cấu trúc ngày hôm nay thì lát nữa chúng ta cùng tìm hiểu. Và cái ngữ pháp thứ tư, các bạn sẽ có là động từ kết hợp với chè yô, cũng là một cái cấu trúc trích dẫn gián tiếp cái lời rủ dê, ai đó rủ dê chúng ta làm một cái việc gì đó. Thì các bạn hãy đón xem ở video sau nhé. Chúng ta sẽ có rè yô hoặc là ư rè yô. Đây thực chất là cái dạng rút gọn của ư ráo cô ha tả. Ở quyển 3, trung cấp 3 thì các bạn đã được học về cái cấu trúc này rồi. Dạng dài của nó là ư ráo cô ha tả. Tuy nhiên thì các bạn sẽ có ư rè yô hoặc là rè yô là một, cũng là một cái hình thức trích dẫn gián tiếp. Tuy nhiên nó được dùng nhiều trong văn nói, mang tính chất khẩu ngữ. Và nó mang nghĩa tiếng Việt là bảo là hoặc là yêu cầu là. Nó được dùng để truyền đạt lại cái yêu cầu hoặc là mệnh lệnh của người nào đó. Các bạn có nhá, ví dụ một câu trực tiếp ai đó nói là gì nhỉ? 조심하세요. 조심하세요. Cẩn thận, hoặc là hãy cẩn thận. Em hãy cẩn thận đấy. Thế thì khi mà chúng ta trích dẫn gián tiếp, chúng ta nói là thầy giáo bảo tôi cẩn thận, hoặc là mẹ bảo tôi là hãy cẩn thận, thì chúng ta sẽ có là 선생님이 저에게 조심하라고 했어요. 선생님이 저에게 조심하라고 했어요. Thầy giáo bảo tôi cẩn thận. Thế thì từ một cái câu trực tiếp này, các bạn có thể biến hóa, trích dẫn lại một cái câu gián tiếp. Ví dụ thầy giáo nói là 조심하세요. Ví dụ là Phương, 조심하세요. Phương ơi, hãy cẩn thận đi. Thế thì cái bạn Loan, cái bạn ấy bảo là Phương ơi, vừa rồi thầy nói gì với cậu đấy? Thế thì bạn Phương sẽ nói với bạn Loan là 아, 선생님이 저에게 조심하라고 했어요. 아, thầy bảo, thầy giáo bảo tớ là hãy cẩn thận. Thế thì cái đuôi ráo cô hết rồi, chúng ta đã được học ở quyển 3 rồi. Thế thì trong bài ngày hôm nay các bạn sẽ có một cái hình thức nữa tương tự, và nó mang tính chất khẩu ngữ hơn, tức là được sử dụng rất là nhiều khi mà nói, đó là với rè yô. Các bạn có thể chuyển sang một cái câu tương tự như sau. 선생님이 저에게 조심하래요. 선생님이 저에게 조심하래요. Thầy giáo bảo tôi cẩn thận. Hai cái câu này các bạn dịch nghĩa thì như nhau, về hình thức thì khác nhau một chút, và cái đuôi rè yô được sử dụng nhiều khi các bạn nói nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái ví dụ như sau. Ví dụ mình cung cấp là 엄마가 저한테 일찍 차래요. 엄마가 저한테 일찍 차래요. Mẹ bảo tôi ngủ sớm đi. Tức là chúng ta đang nói lại cho ai đó cái lời của mẹ, tức là chúng ta đang trích dẫn một cách gián tiếp. Thế thì nhìn vào câu này, các bạn sẽ có một cái câu trực tiếp như sau. Mẹ sẽ nói là, ma sẽ nói như sau. 일찍 자, 일찍 자, ngủ sớm đi. Thế thì khi mà chúng ta không nói ở cái dạng trực tiếp nữa, mà chúng ta trích dẫn gián tiếp, hoặc là chúng ta nói lại cho ai đó nghe, thì các bạn sẽ sử dụng với cái đuôi rè yô. Đó là các bạn sẽ có động từ đây là 자다, 자다 là ngủ. Thế thì các bạn bỏ tà đi và gắn rè yô vào đuôi gốc của động từ. 엄마가 저한테 일찍 차래요. Mẹ bảo tôi, hoặc là mẹ bảo em ngủ sớm đi. Ví dụ mẹ nói là 일찍 자, ngủ sớm đi. Thế thì chị gái bảo là gì nhỉ? Vừa rồi mẹ nói gì với em đấy? Thế thì cái người em sẽ nói là à, mẹ bảo em là hãy ngủ sớm đi ạ. 엄마가 저한테 일찍 차래요. Các bạn hiểu chưa? Đơn giản thôi. Động từ các bạn chỉ cần bỏ tà đi và gắn rè yô. Thực chất ở đây các bạn cũng có thể chia theo đuôi quá khứ là thành restoryo cũng được. Hoặc một ví dụ nữa là gì nhỉ? 사장님이 유나 씨한테 열심히 일하래요.
사장님이 유나 씨한테 열심히 일하래요. Giám đốc bảo Yuna phải chăm chỉ làm việc. 사장님 là giám đốc, Yuna 씨한테 cho Yuna, tức là nói cho Yuna đấy, hoặc là ở trên cũng thế, nói với tôi hoặc là nói cho tôi là 열심히 일하래요. Thì các bạn có 일하다, 일하다 có nghĩa là làm việc, động từ. Còn làm việc một cách chăm chỉ các bạn sẽ có là 열심히 일하다. Thế thì các bạn có động từ 일하다 bỏ ta đi và gắn 래요, hoặc các bạn có thể chia luôn là 했어요 đều được. Ở với cái cấu trúc này, khi mà trích dẫn lại, các bạn đều có thể sử dụng với đuôi là 래요 hoặc là 했어요 đều được nhé. Thế thì các bạn có ở cái dạng trực tiếp sẽ là 사장님, giám đốc nói là 유나 씨 열심히 일하세요. 유나 씨 열심히 일하세요. Yuna à, hãy làm việc chăm chỉ nhé. Thế thì các bạn đồng nghiệp kia sẽ hỏi là Yuna ơi, vừa rồi giám đốc nói gì với cậu đấy? Hoặc là có thể hỏi là cậu ơi, vừa rồi giám đốc đã nói gì với Yuna đấy nhỉ? Thì các bạn kia có thể nói là gì nhỉ? À, giám đốc bảo Yuna là phải làm việc chăm chỉ. 사장님이 유나 씨한테 열심히 일하래요. Tức là hai bạn này đang nói chuyện với nhau về cái việc mà giám đốc nhắc nhở một bạn tên là Yuna. Tiếp theo chúng ta có cái ví dụ như sau. 엄마가 옷을 따뜻하게 입으래요. 엄마가 옷을 따뜻하게 입으래요. Mẹ bảo tôi phải mặc áo ấm vào. 엄마가 옷을 따뜻하게 입으래요. Mẹ bảo tôi phải mặc áo ấm vào. Ở đây trong trường hợp này, các bạn có động từ là 입다, 입다 mà nghĩa là mặc. 옷을 입다 là mặc áo. Thế thì động từ kết thúc bằng phụ âm, nên là các bạn sẽ gắn với 으래요. Động từ kết thúc bằng nguyên âm thì các bạn chỉ cần gắn với 래요 thôi. Còn 따뜻하게 có nghĩa là một cách ấm áp, tức là mẹ bảo tôi là phải mặc áo một cách ấm áp vào. Thì các bạn có thể có một cái câu trực tiếp như sau. Mẹ nói là 옷을 따뜻하게 입어라. 옷을 따뜻하게 입어라. Hãy mặc ấm vào nha. Các bạn có đây là đuôi ra, một đuôi cầu mệnh lệnh. Tiếp theo, các bạn cần chú ý, các bạn sẽ có đây là 옷을 따뜻하게 입다 là mặc áo ấm. Thế thì các bạn sẽ có ở cái dạng mà mẹ bảo là hoặc là mẹ yêu cầu là, thì các bạn sẽ có ở đây 입다 nó kết thúc bằng phụ âm, thì các bạn sẽ gắn 으래요. Bảo là mặc áo ấm, 옷을 따뜻하게 입으래요, nối âm lên. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng với cái dạng thức là dạng quá khứ là 입으랬어요 cũng được. Ví dụ nhá, đây mình lưu ý là khi mà các bạn nói về tình huống quá khứ thì các bạn dùng với 으랬어요. Thực chất ý, khi mà chúng ta trích dẫn lại cái lời của ai đó thì bởi vì người ta đã nói ra rồi mà, tức là nó đã xảy ra, cái lời đã nói ra rồi, nên là chúng ta đều mặc định hiểu là nó ở thì quá khứ. Và các bạn có thể sử dụng với cái đuôi câu chỉ ở thì hiện tại hoặc là quá khứ đều được. Nếu mà ở quá khứ thì các bạn sẽ dùng với 으랬어요. Ví dụ như với câu trên, mẹ bảo là tôi hãy mặc áo ấm ấy, mẹ đã bảo tôi phải mặc áo ấm vào ấy, thì các bạn có thể dùng là 엄마가 옷을 따뜻하게 입으랬어요. Mẹ đã bảo tôi phải mặc áo ấm vào. Nếu mà chia theo hình thức quá khứ thì các bạn sử dụng với 했어요 hoặc là 으랬어요. Sử dụng với 했어요 nếu mà động từ đó kết thúc bằng nguyên âm. Còn nếu có phụ âm như từ 있다 thì các bạn sẽ cảm thấy 으랬어요. Khi mà các bạn sử dụng với cái nói là mẹ bảo tôi phải mặc áo ấm vào hoặc là mẹ đã bảo tôi phải mặc áo ấm vào, với cái cấu trúc trích dẫn cái lời này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng với đuôi hiện tại hoặc là đuôi quá khứ đều được. Như vậy thì các bạn có 옷을 따뜻하게 입어라. Từ cái câu trực tiếp, câu gián tiếp này, các bạn hoàn toàn có thể suy ra được cái câu trực tiếp. Tiếp theo các bạn cần có một cái lưu ý nữa, đó là gì nhỉ? Đối với những cái trường hợp ngăn cấm, tức là đừng làm cái gì đó hoặc là không nên làm cái gì đó, thì các bạn sẽ có động từ cộng với 지 말다, động từ cộng với 지 말다, tức là động từ các bạn bỏ tà đi và gắn 지 말다 vào gốc của động từ. Và ở cái dạng trích dẫn gián tiếp thì các bạn sẽ có là 지 말래요, 지 말래요. Ví dụ các bạn có một cái câu là 선생님께서
학생에게 거짓말하지 말래요. 선생님께서 학생에게 거짓말하지 말래요. Có nghĩa là giáo viên yêu cầu hoặc là giáo viên bảo học sinh đừng nói dối. Các bạn sẽ có 선생님께서, ở đây sử dụng kính ngữ 께서 hoặc bạn sử dụng y cũng được. 학생에게, cho học sinh, tức là các bạn hiểu đằng sau là nói với học sinh là 거짓말, 거짓말하다 mà nghĩa là nói dối nhá. 치말래요, phát âm là 치말래요. Giáo viên bảo học sinh đừng nói dối. Thế thì các bạn có đây 거짓말하다, 거짓말하다 biến âm. 거짓말하다 là nói dối. Thế thì các bạn sẽ có là bảo là đừng nói dối. Thì các bạn sẽ có động từ bỏ đá đi và gắn 치말래요, 치말래요 và sau gốc của động từ. 거짓말하지 말래요. 선생님께서 학생에게 거짓말하지 말래요. Giáo viên đã yêu cầu hoặc là giáo viên yêu cầu học sinh đừng nói dối. Ví dụ, câu trực tiếp giáo viên sẽ nói là gì nhỉ? 학생들, các em học sinh, 거짓말하지 마세요. Các em đừng nói dối nhá. Và các bạn sẽ chuyển câu đó sang câu gián tiếp thì sẽ là 선생님께서 학생에게 거짓말하지 말래요. Giáo viên yêu cầu học sinh không được nói dối. Như vậy các bạn hiểu chưa? Đối với trường hợp nói là không được làm cái gì đó, trích dẫn lại cái lời của ai đó thì các bạn sử dụng với 치말래요. Mẹ bảo tôi là không được ngủ gật hoặc là mẹ bảo tôi là không được về nhà muộn thì các bạn sẽ dùng với 치말래요. Tiếp theo một cái trường hợp hết sức quan trọng đó là những trường hợp mà động từ có cái đuôi là 주다 thì các bạn cần chú ý có hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất đó là các bạn sẽ sử dụng biến đổi 주다 thành 탈래요. 탈래요 trong cái trường hợp mà cái người đưa ra yêu cầu mệnh lệnh là cái người cần được giúp đỡ. Các bạn hiểu không? Ví dụ nhá, chúng ta sẽ có một cái ví dụ là một bạn nam sẽ nói là 저 좀 도와주세요. 저 좀 도와주세요. Giúp tôi với ạ hoặc là giúp tôi một chút với. Thế thì cái trường hợp này, cái bạn nam này, bạn nam tên là Nam này, bạn ấy nói với tôi, bạn ấy bảo tôi là 저 좀 도와주세요. Ví dụ bạn bảo là Phương 씨 저 좀 도와주세요. Phương ơi, giúp tôi với, giúp tớ với. Thì khi đó chúng ta sẽ thuật lại cái lời của bạn Nam này như sau, sẽ là 남씨가 도와달래요. 남씨가 도와달래요. Nam bảo tôi giúp cậu ấy. Tức là bạn Nam bạn ấy trực tiếp yêu cầu cái người nghe, tức là trực tiếp yêu cầu tôi giúp cậu ấy. Thì các bạn sẽ biến đổi 주다 thành 달래요. 달래요. 도와달래요. 남씨가 도와달래요. Nam bảo tôi giúp cậu ấy. Còn cái trường hợp thứ hai, các bạn sẽ có 주다 biến đổi thành 주래요. Trong cái trường hợp mà cái yêu cầu mệnh lệnh đó đưa ra cho người khác. Ví dụ nha, các bạn sẽ có một cái câu như sau. 선생님, tức là thầy giáo nói là 유나 씨를 도와주세요. 유나 씨를 도와주세요. Có nghĩa là thầy bảo là hãy giúp đỡ bạn 유나. Thì tức là ở đây thầy bảo là các bạn giúp đỡ bạn Yuna chứ không phải là thầy bảo là giúp đỡ thầy. Tức là giúp đỡ cho một người khác chứ không phải là giúp đỡ cho cái người nói ra cái câu này. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng với 주래요 ở cái dạng câu trích dẫn gián tiếp như sau. 선생님께서 유나 씨를 도와주래요. 선생님께서 유나 씨를 도와주래요. Có nghĩa là thầy giáo đã bảo là hãy giúp đỡ bạn Yuna. Nếu như thầy giáo nói là gì nhỉ? 선생님 nói là gì nhỉ? 저 좀 도와주세요. 저 có nghĩa là tôi. 저 도와주세요. Thì khi đó các bạn sẽ nói là gì nhỉ? 선생님이 도와달래요. Thầy giáo nói là hãy giúp đỡ thầy. Thì các bạn sẽ sử dụng với 달래요. Còn khi mà thầy nói là hãy giúp đỡ cho một bạn khác ấy, tức là giúp đỡ cho người khác không phải thầy, thì các bạn sẽ sử dụng với 도와주래요. Các bạn nhớ chưa? Nó hơi phức tạp một chút. Giáo viên bảo là hãy giúp đỡ Yuna. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái ví dụ xuất hiện trong sách giáo trình. Vừa rồi những cái ví dụ trên là những cái ví dụ mình cung cấp thêm, mở rộng thêm. Còn bây giờ là sẽ là những cái ví dụ ở trong sách.
선생님께서 금요일까지 외국인 등록증이나 여권을 목사해서 제출하래요. 선생님께서 금요일까지 외국인 등록증이나 여권을 복사해서 제출하래요. Có nghĩa là gì nhỉ? Thầy giáo bảo là, thầy giáo bảo là, bảo là gì đây nhỉ? Photo, hộ chiếu hoặc là thẻ đăng ký người nước ngoài rồi, so bằng nghĩa là rồi nộp vào trước thứ sáu, 금요일까지, trước thứ sáu. Đây, các bạn sẽ có đây. 선생님께서 금요일까지 외국인 등록증이나 여권을 복사해서 제출하래요. Thầy giáo đã bảo là, ở đây các bạn thể dụng với rèo hoặc là restoryo đều được. Thầy giáo bảo là photo hộ chiếu hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài rồi nộp trước thứ sáu. Các bạn có 외국인 등록증. Ở đây phát âm là 등록증, R mới đổi thành N. Và cái phụ âm chờ này gấp đôi lên, 등록증 là thẻ đăng ký 외국인, người nước ngoài. Thế thì các bạn sẽ có ở đây, các bạn sẽ có một cái câu trực tiếp có thể dịch ra được từ cái câu gián tiếp như sau. 금요일까지 외국인 등록증이나 여권을 복사해서 제출하세요. Thầy giáo bảo là hãy photo hộ chiếu hoặc là thẻ đăng ký người nước ngoài rồi nộp vào trước thứ sáu nhé. 금요일까지 thực chất là gì nhỉ? Không phải là trước mà là gì nhỉ? Đến ngày thứ sáu. Đến ngày thứ sáu. Đến ngày thứ sáu thì phải photo rồi nộp. Tức là trong ngày thứ sáu là đã phải nộp rồi. Các bạn sẽ có ở đây thì 제출하다, 제출하다 mà nghĩa là nộp. Còn bảo là nộp, đã bảo là phải nộp ấy, trích dẫn lại thì bạn sẽ có 제출하다 bỏ tà đi và gắn rèo và sau gốc của động từ. Các bạn hiểu chưa? Tiếp theo cái ví dụ nữa, các bạn sẽ có như sau. 병원에서 이걸 가지고 약국에 가서 약을 사래요. 병원에서 이걸 가지고 약국에 가서 약을 사래요. Bác sĩ hoặc là ai đó bảo là mang theo cái này từ bệnh viện đến hiệu thuốc rồi mua thuốc. 병원에서 có nghĩa là từ bệnh viện thì 이걸 가지고, tức là có thể là cái người này đã đến bệnh viện để khám và điều trị và bác sĩ đã kê đơn thuốc và bác sĩ bảo là từ bệnh viện ấy thì mang theo cái này rồi 약국에 가서 đến hiệu thuốc rồi 약을 사래요 rồi mua thuốc. Các bạn sẽ có ở đây 이걸 가지다 là mang theo cái này, 약국에 가다 là đến hiệu thuốc và động từ thứ ba là 약을 사다 là mua thuốc. Thế thì cái từ cô ở đây dùng để nối hai động từ. Các bạn hiểu là mang theo cái này rồi đến hiệu thuốc rồi mua thuốc. Thế thì các bạn có thể suy ra được cái câu trực tiếp bác sĩ sẽ nói như sau. 의사 bác sĩ 병원에서 이걸 가지고 약국에 가서 약을 사세요. Có nghĩa là gì nhỉ? Từ bệnh viện thì mang theo cái này và đến hiệu thuốc rồi hãy mua thuốc nhé. Tức là có đơn của bác sĩ thì chúng ta đến hiệu thuốc để mua thuốc. Như vậy thì các bạn sẽ có 약을 사다. 약을 사다 là mua thuốc. Và nó là gì nhỉ? Bảo là mua thuốc. Ai đó bảo là làm cái gì đó thì các bạn sẽ có động từ 사다 bỏ tà đi và gắn rèo. Ở đây thì động từ kết thúc bằng nguyên âm thì các bạn gắn rèo và sau gốc của động từ. 약을 사래요. Bảo là mua thuốc. 의사가 약을 사래요. Bác sĩ bảo là mua thuốc. Tiếp theo, Phung 씨, 유진 씨가 전화했었는데 집에 오자마자 전화 좀 해달래요. Phung 씨, 유진 씨가 전화했었는데 집에 오자마자 전화 좀 해달래요. Phung hoặc là Phụng đấy và Yujin thì đã gọi điện cho tôi, bảo tôi là hãy gọi điện cho họ ngay khi về đến nhà. Các bạn có ở đây. Yujin, Phung và Yujin Shi này. 전화했었는데 đã gọi điện. 집에 오다 là về nhà. Còn 전화하다 là gọi điện. Thế thì 자마자 có nghĩa là ngay khi. 집에 오자마자 có nghĩa là ngay khi về nhà thì 전화 좀 해달래요.
bảo là hãy gọi điện cho họ một chút ngay khi mà về đến nhà. Thế thì các bạn sẽ có cái câu trực tiếp như sau. Bạn Phung và bạn Yujin sẽ nói là gì nhỉ? Nói với bạn là gì nhỉ? 집에 오자마자 전화 좀 하세요. Ngay khi về đến nhà thì hãy gọi điện thoại cho tớ nhé. Thì các bạn sẽ có cái câu trực tiếp là kết thúc với 하세요. Thế thì các bạn có ở đây các bạn có, chúng ta vừa lưu ý cái lưu ý trong bài ở những slide trước là gì nhỉ? Khi mà trong câu động từ có 주다 thì nó sẽ chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp đó là 주다 biến đổi thành 달래요. 달래요 khi mà cái người nói trực tiếp yêu cầu cái người nghe thực hiện hành động thì các bạn sẽ chuyển đổi 주다 thành 달래요. Còn khi mà người nói yêu cầu thực hiện hành động cho người khác, ví dụ như là thầy giáo nói với cả lớp là hãy giúp đỡ bạn Yujin ý, thì các bạn sẽ sử dụng với 주래요, 주다 thêm 주래요. Còn ví dụ khi thầy giáo nói là các em hãy giúp thầy ý, thì khi đó thì tức là trực tiếp giúp thầy thì các bạn sử dụng với 달래요. Còn khi mà thầy giáo bảo là giúp đỡ một người khác ý, thì các bạn sẽ sử dụng với 주래요. Và như vậy trong câu này thì bạn Phung và bạn Yujin bạn ấy nói là nói với trực tiếp là nói với tôi là gì nhỉ? Bảo tôi là hãy gọi điện cho họ ngay khi về đến nhà. Cho nên là ở đây 주다 các bạn sẽ kết hợp với 달래요 biến đổi thành 달래요. Như vậy các bạn sẽ có động từ đây là 전화하다 gọi điện thoại và bảo tôi là gọi điện thoại thì các bạn sẽ có ở đây thực chất là 전화하다 sẽ biến đổi thành 전화해 주다. Làm ơn hãy gọi điện thoại cho tôi. Các bạn sẽ có 전화 좀 해. Ở đây thực chất sẽ là 전화 좀 해 주세요. Mình sửa lại một chút cái câu trực tiếp sẽ là gì nhỉ? 집에 오자마자 전화 좀 해 주세요. Mà nghĩa là gì nhỉ? Khi mà về đến nhà ấy, thì làm ơn hãy gọi điện thoại cho tôi. Thì các bạn sẽ có 전화 해 주다 là gốc của động từ. 전화 해 주다 là gốc của động từ. Khi đó thì các bạn sẽ có 주다 các bạn biến đổi bằng cách là thêm biến đổi là 달래요. 전화 좀 해 달래요. Bảo là làm ơn hãy gọi cho tôi. Các bạn có ở đây như vậy nhá, mình chỉnh lại nha, cái câu trực tiếp sẽ là 집에 오자마자 전화 좀 해 주세요. Ở đây có 전화 좀 해 달래요 thì các bạn sẽ biến đổi 달래요 thành cái gốc ban đầu trực tiếp là 주세요. Các bạn chú ý, vừa rồi mình đã hơi bị sai một chút đấy, mình đã sửa lại rồi. Như vậy thì các bạn thấy rằng khi mà ai đó yêu cầu chúng ta, tức là người nghe trực tiếp thực hiện cái hành động, tức là trực tiếp yêu cầu chúng ta là gọi điện cho họ ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng với 주다 biến đổi thành 달래요. Còn khi mà cái ví dụ người nói, bạn Phung, bạn Yujin bảo với tôi là gì nhỉ? Khi nhờ tôi nói là gì nhỉ? Ví dụ là khi mà bạn Khánh bạn về đến nhà ấy thì nhờ tôi báo với bạn Khánh là hãy gọi điện cho bạn Phung và bạn Yujin ấy, thì khi đó chúng ta lại sử dụng với cái đuôi khác, sử dụng với 주래요. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái hội thoại nữa. 이 서류를 직접 회사까지 가지고 가야 하나요? 이 서류를 직접 회사까지 가지고 가야 하나요? Có phải trực tiếp mang giấy tờ này đến công ty không? 아니요, 그냥 퀵 서비스로 보내달래요. 아니요, 그냥 퀵 서비스로 보내달래요. Không, giám đốc bảo tôi là cứ gửi chuyển phát nhanh giúp anh ấy. Cái câu ở trên có thể là một cái người đồng nghiệp hỏi là cậu có phải trực tiếp mang giấy tờ này đến công ty không? Thì các bạn trả lời là gì nhỉ? Không, giám đốc bảo tôi, tức là trực tiếp là bảo với tôi là cứ chuyển phát nhanh giúp anh ấy. Thì như vậy trong ví dụ này các bạn lại một lần nữa bắt gặp với 달래요. Đây là ví dụ trong sách giáo trình và mình thấy không hay lắm. Lẽ ra các bạn có 주다 thì ví dụ trong sách nên lấy hai cái ví dụ, một cái trường hợp là 주다 biến đổi thành 달래요, một cái trường hợp nữa là biến đổi với 주래요 thì hợp lý hơn đúng không các bạn nhỉ? Từ cái câu này các bạn có thể suy ra được cái câu trực tiếp là 사장님, giám đốc sẽ nói là 그냥 퀵 서비스로 보내주세요. 그냥 퀵 서비스로 보내주세요. Làm ơn thì cứ gửi bằng cái đường chuyển phát nhanh giúp tôi. Đấy là một cái câu trực tiếp. Các bạn có từ 달래요, các bạn có thể suy ra ở đây chính là từ 주세요.
gốc động từ là chu tả, có thể chia là chu theo hoặc là chu ship chiều hoặc là chùa yo đều được. Nhưng mà các bạn hiểu là tha lè yo thì gốc của nó chính là từ chu tả. Các bạn có quick so bi sư là chuyển phát nhanh. Ở đây thì chúng ta sẽ có là quick so bi sư ro bu ne ta, mà nghĩa là gửi bằng chuyển phát nhanh hoặc là gửi chuyển phát nhanh. Thế thì các bạn sẽ có là gửi cho hoặc là gửi giúp cho. Các bạn sẽ có bu ne chu ta, làm ơn hãy gửi giúp cho tôi bằng cái đường chuyển phát nhanh. Thì các bạn có bu ne chu ta. Còn ở đây người nói, giám đốc nói và trực tiếp yêu cầu tôi. Giám đốc bảo tôi là cứ gửi chuyển phát nhanh, chứ không phải là giám đốc bảo Yuchin là gửi chuyển phát nhanh giúp anh ấy. Cho nên là ở đây là bảo tôi, nên là các bạn sẽ có chu tả ở đây. Các bạn cần biến đổi thành taleo, sẽ là bố nê taleo, bảo tôi gửi giúp. Như vậy cái người được yêu cầu ở đây, cái người phải thực hiện hành động là tôi, nên các bạn sẽ gắn với taleo. Ví dụ như là gì nhỉ? Giám đốc bảo Yuchin hoặc là giám đốc bảo với anh Nam ấy là gửi chuyển phát nhanh, thì khi đó các bạn sẽ biến đổi chu tả thành chu reo. Còn trường hợp này thì sẽ là thal leo các bạn nhé. Ý so riu có nghĩa là cái tài liệu giấy tờ này. Chích chóp là trực tiếp, huê ra ca chỉ là đến công ty, ca chi cô ca tả nghĩa là gì nhỉ? Mang theo và đến công ty, có nghĩa là gì nhỉ? Có phải trực tiếp mang theo cái giấy tờ này và đến công ty không? Ý so riu rưu chích chóp huê ra ca chỉ ca chi cô ca ya ha này ô ya ha này ô, mà nghĩa là phải. 아니요, 그냥 quick service로 보내 달래요. Không, giám đốc đã bảo với tôi là cứ gửi chuyển phát nhanh giúp anh ấy. 그냥 là cứ thế, cứ gửi thế thôi. Một ví dụ nữa nhé. 오늘 몇 시에 어디에서 만나는 거예요? 오늘 몇 시에 어디에서 만나는 거예요? Hôm nay gặp nhau lúc mấy giờ ở đâu nhỉ? 란 씨가 지난번에 만났던 서점 앞으로 저녁 6시까지 오래요. 란 씨가 지난번에 만났던 서점 앞으로 저녁 6시까지 오래요. 란 bảo là đến 6 giờ tối trước hiệu cửa hiệu sách mà đã gặp lần trước ấy. Tức là các bạn sẽ dịch xuôi sau. 란 bảo là gặp ở cái đằng trước hiệu sách mà đã từng gặp lần trước ý, lúc trước 6 giờ tối, cứ đến 6 giờ tối. Tức là các bạn làm gì thì làm, nhưng mà chó nhóc nhó sót xí ca chi, đến 6 giờ tối thì phải gặp nhau ở cái đằng trước cái hiệu sách ở mà lần trước đã gặp ý. Thì bạn sẽ có là ô rè yô, là một cái câu trích dẫn gián tiếp. Thế thì từ cái câu này các bạn có thể suy ra được một cái câu trực tiếp. Lan có thể nói như sau nhé. 지난번에 만났던 서점 앞으로 저녁 6시까지 오세요. Có nghĩa là gì? Lan bảo là hãy đến vào kiểu là trước 6 giờ đi, ở đằng trước cái hiệu sách mà đã gặp lần trước ý. Như vậy các bạn có đây, ô tà là gốc của động từ. Còn khi trích dẫn lại thì bạn sẽ có động từ ô tà bỏ tà đi và gắn rè yô vào gốc của động từ, đơn giản thôi. Ở đây thì mình nhắc lại cho các bạn cái kiến thức trước, đó là gì nhỉ? Các bạn sẽ có là 만났던 서점. 만났던 mà nghĩa là đã từng này. 던 là đã từng. Động từ trên thêm đuôi quá khứ kết hợp với 던 kết hợp với danh từ sẽ là gì nhỉ? Là cái địa điểm đã từng gặp. 만났던 서점 앞으로. 서점 앞으로 là gì nhỉ? Theo cái hướng phía trước hiệu sách mà đã từng gặp vào lần trước ấy. Tức là cái địa điểm gặp là ở đằng trước cái hiệu sách mà lần trước chúng ta đã gặp nhau ý. Và thời gian là 6시까지, đến trước 6 giờ. Như vậy, ở đây các bạn có động từ đơn thuần là nó kết thúc bằng một nguyên âm và nó trích dẫn lại cái lời của người khác. Nói là hãy đến trước 6 giờ ở cái địa điểm trước cái hiệu sách ấy, thì các bạn đơn thuần chỉ cần bỏ tà đi và gắn reo vào gốc của động từ. Các bạn cũng có thể chia theo đuôi quá khứ đây là 오랬어요 đều được nhé. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau đi vào tìm hiểu nội dung của bài ngày hôm nay, đó là cách nói gián tiếp ai đó bảo là, ai đó yêu cầu là, cách sử dụng với 으래요. Các bạn lưu ý rằng động từ kết thúc bằng phụ âm thì sẽ gắn với 으래요. Động từ kết thúc bằng nguyên âm, tức là không có phụ âm ở dưới, các bạn chỉ cần gắn với 래요 thôi.
Các bạn hãy phân tích thật là kỹ, xem kỹ lại những cái ví dụ mà mình đã cung cấp trong video ngày hôm nay và lấy thêm nhiều những ví dụ khác. Và hãy hoàn thành các bài tập trong sách giáo trình. Như vậy chúng ta sẽ ghi nhớ và hiểu sâu hơn về cái nội dung của bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Chúc các bạn sẽ học và sử dụng thật là thành thạo cái cấu trúc này. 여러분 다음에 또 만나요.